Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay 3 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thăm và làm việc với Chi hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Vũng Tàu. Chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Vũng Tàu có 45 thành viên. Chi hội đã tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2026 vào tháng 8 năm 2024. Đi vào hoạt động, chi hội tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối giữa doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển kinh doanh, tìm kiếm và cung cấp các giải pháp hỗ trợ pháp lý, kỹ thuật, tài chính giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển ổn định từ nay đến cuối năm, chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Vũng Tàu sẽ kết nạp 50 hội viên, nâng tổng lên 100 thành viên vào cuối năm nay.